Xin đi xin kính chào mọi người trong kênh của người Việt ở Mỹ về hưu nha. Hôm nay xin đi rất hân hạnh được một cặp vợ chồng anh chị. Ngày xưa thì chị làm chung với xin đi cũng mười mấy năm rồi cả nhà, và chị rất là hiền lành dễ thương, anh cũng vậy luôn, và quý xin đi giống như em gái vậy đó. Thì một thời gian cũng sau Covid đó, thì mấy anh chị em không có gặp nhau. Hôm nay thì tình cờ á, chị có tiệc cuối năm, đốt Tết thì chị cũng qua một người bạn mời Cindy tới nhà chơi. Thì Cindy rất là vui bởi vì anh chị vừa mới mua căn nhà, và Cindy cũng nhân đây xin phép anh chị được quay cái nhà của anh chị nó như thế nào. Thì Cindy xin nói với cả nhà sơ là như thế này. Cái dịch vụ bản vẽ luôn là 15.000. Dạ. Chưa xây dựng nha. Dạ. Xây dựng khoảng tốn 50.000. Dạ. Đó. Chắc cả nhà ngạc nhiên là sao thấy có những cái box dày rất là nhiều. Thật ra đây là một cái garage đó cả nhà. Và tạm thời anh chị đang xin giấy phép để biến cái garage này thành. Bây giờ á, ở thành phố San Jose á, cái vấn đề nhà cửa nó bị thiếu hụt á, cho nên là cái city á, nó cấp phép cho mình được phép xây nhà chứ không có xây lén nha mọi người. Thì trong thời gian mà anh chị chờ giấy phép, có thể là cái garage này nó sẽ biến thành một cái nhà, tùy theo chủ nhà. Có chủ nhà thì người ta biến thành hai phòng ngủ, một phòng tắm và bếp luôn, nhưng mà cũng có nhiều chủ nhà chỉ một phòng ngủ và một phòng tắm, và người ta có thể cho mướn từ 1.200 lên tới 1.600. Thì đây là cái garage đó mọi người, và anh hiện tại đang sử dụng nó để làm một cái kho. Anh bán hàng online, và nếu sau này anh chị nào có nhu cầu thì đọc cái link ở phía dưới, thì Cindy sẽ để cái quảng cáo. Nếu mà anh chị em nào muốn mua hàng ủng hộ thì vào ủng hộ cho anh nha. Thì tạm thời Cindy sẽ quay. Dạ. Ôi không dám mắc cỡ đâu. Nhưng mà mọi người mà nhìn ra anh là sẽ biết anh là ai ở San Jose đó mọi người. Thì cái garage này xin giấy phép không 15.000 hả? Dạ, xin giấy phép là 15.000. Và cái dự định của xây là mấy chục anh? Hả? Dự định xây là mấy chục? 5-70 ngàn. Dạ, 5-70 ngàn đó nha cả nhà. Xong rồi. Thì đây là cái garage nha. Bây giờ xin đi cho cả nhà mình xem ở đằng trước này là cái phần sân chủ nhà sử dụng để đậu xe. Mọi người thấy trước mắt là được 4 xe, và ở đằng kia, ở ngoài kia 2-3 xe đó cả nhà. Thì cả nhà tưởng tượng là cái phần đất phía trước cũng rộng lắm. Và mọi người không có ngạc nhiên, bởi vì đất của Bắc Cali này hầu như là người Việt mình mua nhà đều cho xe phòng hết. Thứ nhất là người ta mua nhà để người ta nghĩ tới cái chuyện vài chục năm sau cái nhà nó sẽ biến thành cái chủ sở hữu của người ta, còn hơn là hàng tháng mình đi mướn nhà. Và thứ hai thì mình làm chủ thì mình có cái quyền tự do của mình, đỡ hơn là mình đi xe phòng. Bây giờ xin vậy vậy dẫn cả nhà vào phần sau nhà nha. Smiling. Nhà có camera. Thật ra không biết có hay không là do chủ cũ để lại. Anh chị nói căn nhà này mua 850 ngàn mà nhà rất là cũ nha mọi người. Và anh chị phải remodel trên 100 ngàn nó mới được như ngày hôm nay. Đây là phần của đất sân sau. Dạ, yeah, this one. Đây là anh chị cũng xin giấy phép làm cái này. Cũng 10 cái này cũng 15 ngàn luôn hả anh trai? Đủ, này hả? 10 ngàn. 10 ngàn. Thì vì là anh bán hàng online á, cho nên anh sử dụng chỗ này giống như là một nơi quảng cáo, nhà kho luôn. Anh bán đủ thứ á mọi người. Bóp, ví, dầu thơm, thuốc bổ, collagen, everything hết. Hai ông bà rất là giỏi nha. Cho xin đi cho cả nhà xem cái hình của anh nào. Nếu mà anh chị em nào á mà ở San Jose á, thì sẽ không lạ gì anh đâu, bởi vì anh là anh Quang Tính là một MC nổi tiếng trên đài của miền Bắc California, và ngoài ra anh còn là luật sư ở Việt Nam nữa mọi người. Cho nên nếu mà cộng đồng người Việt mình á mà ở San Jose này á, hoặc là ở trên nước Mỹ, thì xin đi nghĩ là không có lạ gì anh Tính hết. Thì đó là một cái người anh.
mà có bà xã làm chung với Cindy. Và Cindy cũng quý như là người trong gia đình vậy. Và anh chị cũng rất là quý Cindy. Cái vườn thì còn dang dở nhưng cũng rất là dễ thương ha. Cái này mình có thể vào trong Bích Cô mình mua cái hàng kho được chứ anh? Đó, anh mua nè. Dạ. Yeah. Giờ ráp vô. Đúng mua rồi. Dạ. Yeah. Nè, xin. Anh bán hàng rồi đi. Chỉ ra. Trong đây là đèn đốt đầy đủ luôn á. Không biết sao. Em bán á, em phải chớp đèn. Đèn của anh á, nó sáng lắm. Nè, nó sáng rồi. À, hôm mà anh mua cái nhà này đó mọi người, chị Sương bà xã đó là bạn của Cindy nói vào là không muốn lấy đó mọi người. Nó gần như là một cái nhà mục nát luôn. Nhưng mà vì cũng như là cái có cái duyên với cái nhà đó, tự nhiên chị vào chị thấy cái nhà nó mát và chị nói là cái nhà này nó mát và anh lấy đó. Mọi người có biết rằng nếu mà Cindy không làm thì cái giá căn nhà này ông anh của ông xã Cindy mua mà đã remodel everything khoảng năm 2010 chỉ có 290.000 thôi nha cả nhà. 290.000 là đã remodel rồi. Còn bây giờ anh mua căn nhà nát này, đất cũng không bằng đất của nhà của anh của ông xã Cindy, nhỏ hơn, mà anh mua với giá là 850.000 nha. Thì đó là mọi người thấy đầu tư cái gì, chứ đầu tư vào những cái khoản bất động sản nhà cửa là chỉ có từ ở cho tới lời thôi chứ không bao giờ lỗ. Cho dù cái bất động sản, cái thị trường nó có drop down cỡ nào đi chăng nữa thì đó cũng là một cái tài sản của mình. Cho nên là Cindy cũng khuyên những cháu nhỏ, nếu mà các con mà có điều kiện đi làm, có công việc ổn định, đừng có sắm xe, sắm cộ, sắm bóp hiệu, sắm những cái này cái kia, mà các con nên đao một chút xíu và mượn tiền ngân hàng để có một cái nhà ổn định. Và đó là một cái vốn mà tương lai của mình không bao giờ mất mát đi đâu hết. Cái bất động sản là cái mà ai cũng muốn, và đặc biệt ở vào cái tuổi của Cindy bây giờ đó mọi người. Thì Cindy cũng chia sẻ luôn là lớn tuổi rồi, mình không có phải nhìn mặt ai mà sống. Thì muốn không nhìn mặt ai mà sống thì cái vấn đề financial, kinh tế của mình nó phải vững. Thì một trong những cái điều mà người ta nói là sống có nhà thác có mồ đó, là mình cũng nên đầu tư vào những cái chuyện mà lúc trẻ mình có thể mua được nhà cửa, để khi về già đó mình có ít tiền thì mình ăn rau ăn mắm, mình có nhiều tiền thì mình ăn thịt ăn cá, nhưng mà mình có cái chỗ chui ra chui vô, không ai nói nặng nói nhẹ mình hết. Đó là cái quan điểm cuộc sống của Cindy đó. Bây giờ Cindy mời cả nhà vào trong xem cái nhà nha. Ở nhà đang có karaoke nhưng mà Cindy quay đại luôn. Cái này là cái bếp phụ nè. Thường thường thì nhà là nó không có bếp như vậy đâu mọi người, mà nếu mà mình xây dựng không đúng là nó cũng phạt đó. Nhưng mà đối với nhà người Việt á, thì hầu như ai cũng làm cái bếp phụ để nấu ăn ngoài này, để cho thuê cho mướn á. Bún riêu của ba Sài Gòn nha. Bún riêu của ba Sài Gòn. Đây, cái này cua của anh ta chứ không phải cua của em. Đây là bà chủ nè, bà chị tôi nè. Hello. Nó ăn tới nỗi chắc. Ba đi. Tàn tiệc rồi cả nhà ơi. Đây được 3 phòng cả nhà. Nhưng mà cả nhà cho phép Cindy không có đi vào trong nha. Dù gì đi nữa cũng là cái privacy.
Mọi người biết không, ở đây ra người ta cho thuê cho mướn á, Cindy có nhiều cái người bạn á, là phần đất phía sau nhà đó người ta có thể cất phòng lên á. Và mọi người biết không, thu nhập của người ta cả tháng có chục ngàn đó. Và người ta lấy cái tiền đó để người ta trả cái mortgage. Bởi vì người Việt Nam mình á, thật sự ra mà nói đó, đi tới đâu rồi cũng có cái sự khôn lanh và cũng có cái sự ổn định cả nhà. Trong khi đó Mỹ trắng á, mà nó sinh đẻ ở đây á, thì cái chuyện mà nó có nhà có cửa chuyện đương nhiên rồi, đúng không? Nhưng mà người Việt mình á, là vẫn là những cái sắc dân mà phải nói Mỹ nó nể nhất. Mình khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Và người Việt mình á, thì ở nhà cũng chung ba thế hệ, cho nên là cái chuyện mà góp lại á, để mà sống với nhau á, nó không có giống như những sắc dân mà giống như là Mỹ thường cái privacy của nó cao, cho nên là nó không có chịu cảnh như vậy đâu cả nhà. Mọi người nhìn thấy Mỹ sang trọng như thật ra là nhiều khi nếu mà có những cái biến cố của cuộc sống nó xảy ra là nó không có đủ tiền nó sống như người Việt Nam mình đâu. Và cái khu vực anh chị mua rất may mắn là gần chợ, đường Story cả nhà, gần chợ Việt Nam, gần nơi trung tâm thương mại, phải nói là ngay cái center luôn á. Rất là ok, nhưng chỉ có một điều là anh chị phải mua nhà nát 850 ngàn và bỏ ra chứ cũng phải xin đề nghị khoảng 200-300 ngàn thì cái nhà nó mới được như ý như ngày hôm nay. Chủ nhà hiếu khách ghê luôn á, đãi tới hết top này tới top kia. Em bé là sao? Lũa này nè. Uống luôn vậy. Không có được lót này đâu chị. Để con. Chú nhà xe vô xe. Bởi vì anh chém cái lộn mà là muốn chém đó mấy thằng. Chủ nhà tiếp khách lần thứ 3 mà tươi ghê không? Chưa đói. Con người ta mới mời chứ. Đúng rồi, mình thân không à. Càng rất là tình thương mến thương. Nói chuyện được rồi, quơ tay quơ cái máy cho đất đền giờ á. Không biết sao đó. Đúng rồi. Anh uống cái này. Chưa cho. Dạ rồi, dạ rồi. Giờ lấy cục đá hả? Ổ qua con ngọt. Nó phải có cục đá. Bỏ cục đá vô. Mày bắt trước đó, mày mệt được quá đi. Đây, mày mệt được quá. Được quá đó. Thôi, dạ. Bì. Ở Mỹ nè. Ông tính ông nói lâu quá, không nghe. Đó. Ông làm, ông không có nghe. Ông trả lùi Việt Nam xong ngon mà không Mỹ. Chả bò nè. Nó bột nhiều quá. Lùi Việt Nam ngon mà Mỹ. Nó bột nhiều quá. Dù cho có làm. Lên xe. Lên xe. Vô. Đóng bát đi. Vô. Một, lần, vô. Một, hai, ba. Vui đó, đây nè, đó một chú rồi cũng rất là vui đứa thứ hai nè. Rồi nhung lâu lâu cái nó làm lên cái hình mà kỳ tao với mày với ổng đi mò á. Má ơi, em làm gì đâu, ca cho nó ngủ nhiều khi ở chỗ nào khó ngủ cái mình mới ăn ủi với chồng ca này cái kia gì đó cho em nó chích nghĩ đâu đâu. Giờ tới giờ là hát karaoke. Nhạc hoa lời Việt. Không biết rồi nhé.
Mỹ đó, nó mua quá. Bắt cái gì? Bắt cái đèn màu. Xin chào lại cả nhà nha. Coi như là sinh nhật cũng mới vừa lái xe về tới nhà. Hôm nay rất vui là được một gia đình của anh chị rất là thương sinh nhật, bạn làm chung và cũng là anh chị nữa mời đến dự tiệc đầu năm, thì coi như là cũng là một cái tiệc mà lần đầu tiên sinh nhật được đến nhà của anh sau khi mà anh chị mua nhà và sửa chữa. Thì Sinh Nhật cũng đã trình bày với mọi người về cái giá tiền mua nhà cũng như là cái phương thức sau này gia đình người ta sẽ làm cái gì trong những cái thời gian sắp tới. Thì hôm nay rất là vui mọi người, trong nhóm đó thì cũng có vài người làm với Sinh Nhật cũng đã 10 năm, thì quen thân với nhau, gặp lại người nào cũng là làm ăn khá giả và sung túc, thì đó là một cái điều mà Sinh Nhật rất là mừng. Cảm ơn cả nhà đã cùng Sinh Nhật đi dự tiệc và theo dõi, đồng hành, xem Sinh Nhật review cái căn nhà mà hồi trước Sinh Nhật nói với cả gia đình là người ta mua 850.000. Trong cái thời điểm mà giá nhà ở Cali càng ngày càng mắc mỏ và rất là khó mua, Sinh Nhật xin kính chào mọi người và xin chúc mọi người một đêm an lành hạnh phúc. Và gặp mọi người trong những cái video kỳ sau. Thân ái kính chào. Bye bye.